Đây mọi người, đây là một trong những nhà là bị cái hàng rào bị này. Có một vài nhà là bị cái nóc nhà nữa. Tại sau cơn bão ấy thì là cũng thiệt hại một chút như vậy đó. Nhưng mà rất là may thì ở cái khu vực này là không có bị nhà ai là bị sụp đổ cả. Em cũng đỡ được cái đó. Chỉ có trong xóm này mình thấy chỉ đi vòng vòng cả xóm nãy giờ với bà nội thì chỉ có cái nhà này với một cái nhà kia là bị mái nhà bị rơi vài cái lát ngói thôi. Còn lại thì vẫn ổn. Đây xung quanh đây. Mấy cái họ thùng thư này thì bị cái nắp nó bị bật ra. Tại vì tối hôm qua bắt đầu gió cũng nhiều đấy. Gió cũng mạnh. That's where it came off the roof. Đây mọi người nhìn này. Đấy. Mái nhà nhà này bị này. And then also insurance gonna pay for them, right? The insurance will pay for the new roof. Yeah. But then because we've had so many hurricanes, the insurance has gotten really expensive. Yeah. It's by law, you have to have insurance. Yeah. So you have to pay whatever they ask. And the man next door to us, his got dropped, and so he has to pay now $2,500 more on top of the $2,000. A year? A year. Now it's $4,500 a year. Oh wow, so crazy. But you have to pay it because you have to have it. Yeah. Bây giờ là mà bị đang bị cúp điện đấy mọi người, thì có một vài nhà là họ có máy chạy phát điện đấy, máy phát điện đấy. Generator, họ có máy phát điện thì họ đang chạy, mọi người nghe thấy tiếng ồn ào không? Máy chạy đấy. Đó, còn không biết là trong hôm nay là có điện lại hay không. Nếu như không có thì đằng nào tí nhà mình cũng phải lái xe vòng vòng chứ kiếm chỗ mà có đồ ăn nóng này. Tại vì là trong tủ lạnh bây giờ đồ ăn toàn đồ lạnh thôi. Với lại không có nước nóng để cho em Sarah. Xong rồi là tất cả các siêu thị rồi là những cái cửa hàng tiện lợi ở xung quanh đây á, thì đều đóng cửa trong vòng 2 ngày tới. Đó cho nên là khá là bất tiện đấy. Hôm nay lại ăn sáng món Mỹ nha mọi nhé. Okay. Made the cheese, so four generations of cooking together, Mama. Yeah. Isn't that cool? Nói là ông ngoại làm phô mai. Bây giờ là bốn thế hệ là cùng nấu ăn mà dùng cái phô mai nấu ăn ấy. And he's 92. He's 92 years old. Yeah. Ông ngoại là 92 tuổi rồi. Mình nhớ ông ngoại trong video ấy. Ông ngoại là muốn đi máy bay qua đây lắm nhưng mà không còn khả năng nữa. Ông nội nói là bây giờ nhìn thấy Kobe, Sarah, rồi Isa, rồi giờ thằng cháu nó mới sinh ấy, đều muốn qua đây để gặp cháu ấy mà không đi máy bay qua được. Chờ chắc của con cháu qua thăm ông nội. Thì bà nội chắc là mấy hôm nữa là sau cái đợt này là chắc khoảng 1-2 tuần nữa gì đó là đi qua bên kia đấy, đi qua thăm ông ấy. Rồi qua thăm anh trai thứ hai. Ông bà cứ đi suốt đấy. Mới ở bên Texas và ca thăm cháu kia xong. Hai đứa cháu, con anh trai cả xong. Đó, xong rồi là cứ mỗi lần mà qua bên kia thì lại qua thăm anh trai thứ hai nữa. Rồi sẵn là qua thăm ông luôn. Tại giờ có mình ông ở đấy ấy. Mà ông thì ông không có thích người lớn bên đây, người già bên đây, người ta không thích phụ thuộc vào con cháu, người ta thích ở riêng rồi đấy. Nhưng mà ở với con cháu thì tiện chăm nhỉ. Có Minh muốn bảo á? Minh giúp bà hả? À, bà ngoại cầm tay. Chứ có biết ấy. Mà ngoại chỉ có biết làm. Thấy không? Thích không? Thích không? Wow, có biết giỏi thế nhỉ. Có biết giúp bà đúng không? Có biết giúp bà hả? Giúp bà giúp Lala nấu ăn đúng không? Bị giỏi lắm. I need you to stir my eggs a little bit, okay? Can you stir that one before? That way? Okay, go that way. Round and round. And then go this way, round and round. Good job. Đúng rồi, một chiều thế đó có bị đúng rồi, đào nhẹ nhàng thôi, không nó bắn nha. Good job, okay. Đúng rồi, một tay giữ, đúng rồi, giỏi lắm. Okay. Kobe được làm bánh okay, với mẹ với lại bà rất nhiều lần rồi. We've got four generations cooking. My dad's cheese and Ba'oi is grating his cheese and Kobe is stirring the eggs. Wow. Four generations to take on a meal. Yeah. I know. Hôm nay trời mưa bão thì nhà mình không đi đâu ra ngoài được. Ở trong nhà này nấu nướng này rồi là bà nội có rất là nhiều ý tưởng để cho tụi trẻ con nó chơi trong nhà ấy. Đó may quá hôm qua là tranh thủ cho tụi nó ra ngoài chơi được ấy. Okay.
Không thì là hả, hai ngày là chúng nó ở trong nhà chắc nó quậy, nó chán. Choo choo, here come the train. Choo choo, here come the train. Share a beer. Yeah? Choo choo, here come the train. Go, go, go. How about eat, eat, eat? Guest of honor. Bà ơi, ăn đi. What's that on the floor? No. Baby, want to start? Okay. Yeah. Huh? Did you brush your teeth? Yeah. Huh? Rồi ông bà cô chú thấy cho tụi nó phá nhà của ông bà rồi. Kobe thì nó chạy xe của xe Iza, còn Iza chạy xe của Kobe. Mẹ ơi, này, bà nội lấy cái này ra cho nó ngồi đây để cài dây an toàn là cho mẹ đỡ phải cúi xuống đỡ đau lưng. À, thích đăng đi. À, đi này, đi này, đi này, cái này mà. Từ từ cho nó đi thử đi, nó mới thích được chứ. Đây, kéo qua đây này mẹ. Hi Sierra Bear, hi, chào chào. Bye. Say bye bye. Beep beep beep. The horn on the bus say beep beep beep. All to the cow. Okay, ready? Here's a picture. There it is. It's so cute. Okay. We're gonna build a spider. Bây giờ bà nội bày cái gì cho tụi nó chơi đây. Ai hai đứa đi ra bàn kia. Kobe, hai đứa đi ra bàn kia ngồi kìa. I'm making a small eye and a big eye. Hey, come here. Mắt to, mắt nhỏ đúng không? Wait. Do we have small eyes? I think it's in the back, Mama. It's only the back. Yeah, but I had some that's just small. That's okay, that works just great. Okay, let's go to the table. Đi, đi ra ngoài bàn ngồi. Hey, Kobe, Kobe. Để Nana cut á. No, this one. Yeah, Nana cut it. Ui, dồi ôi, khỏe quá ta. Well, we're gonna, yeah. That can be part of the, yeah. Thế á. Okay, đi ra bàn ngồi nhé, đi ra bàn ngồi. Isa, let's go on the table. Come on, let's go build some spiders. Daddy, want to watch it? We're building a spider. We're gonna build spiders to scare Daddy and Papa. May quá bà ngoại cho Sarah đi ngủ rồi, không có nó ngồi đến nó phá là nó không cho anh chị ngồi làm đâu. Nó lôi hết đồ ra. No, they're not donuts. These are spider bodies. These are their legs. That's a spider legs. Look at that. Can you stick them in the sides like this? Stick them in the sides like that. That's their legs. Whoa! Where's the eyeballs? Oh, we gotta make some eyes. Here, Daddy, maybe you can. Good job, Isa. Yeah, stick it in. Yes, good job. Give me the tiny one. Here. Okay. Stick your. Here. Hey, Kobe turn. Kobe nào, Kobe gắn này. There's some eyes. Kobe gắn vào để làm chân của con nhện này. Okay. You say with tiny eyes? Good job. Mm-hmm. They got eyes with this. Oh, do we need two eyes?
Where'd your other eyeball go? Oh, he was tricking me. Here's your legs. Here. Daddy, do you want to build one? I'm okay. Okay, here's your picture. I'll play with these. Okay. Here we go. Ôi trời ngon à. Ăn hết cái bánh rồi đúng không thằng Kobe kia? À. Okay, what's your second color? Purple. Purple. Okay. Okay, here let's put it in here. Now we're going to put them in these tubs, okay? Let's yeah, put see. In a cup so we don't spill it on the floor. Okay? And I'm going to go like this. Oh, this tells how to do it. We've got some fun things to do. Do you have another one for me? We're going to put lots of different colors. Mama, would you go grab a paper plate? Oh, yeah, yeah. Make a pumpkin? Yes. Okay. Or do you want to make a turkey? I want to make a pumpkin. A pumpkin. I think a pumpkin is a great idea. Okay, here we go. Let's do it like this. Okay. Okay. Now move your hand. Here's the big pumpkin. Whoa. This is the stem. Okay, Isabella, do you want to make a flower? Mà nội chiều hai đứa thật đấy chứ. Bày hết cho nó ăn cho kia. Yeah, Kobe, Penny, làm pumpkin màu gì nào? Em thấy anh Kobe muốn làm trái bí, là em cũng muốn làm trái bí. Đấy, xuất cái Pokemon. Bà nội bà ngoại đấy, tụi nhỏ đi xung quanh hàng xóm một tí, tranh thủ lúc mà trời nó tạnh mưa này mọi người. Thì thấy cái trời nó cũng quang quang, không có đến nỗi mà chỉ có gió, hơi gió một xíu thôi, không có mưa nữa. Thì mong là ông bà, cô chú, anh chị ở những cái vùng khác mà đang vùng tâm bão đấy thì đã kịp thời di tản nhá. Chứ thấy mấy chỗ khu vực kia là đang mưa rất là lớn này, gió rất là to này, xong rồi là cũng hơi ngập rồi đấy. Bà nội có bị là đi chân đất khắp xóm này. À đây đây, đi nào. Thích cái xe này rồi. Ôi dồi ôi, em bé lái xe hả? Em bé này lái xe hả? Không có đợi tí xíu hả? Ái em bé ơi. Hả? Tội nghiệp trời mưa này tụi nó phải nghỉ học hết. Bão này là phải nghỉ học ở nhà hết. Ở trong nhà buồn ấy, mới là trẻ con cũng đang tranh thủ nó ra ngoài nó chơi tí này. Bà nội thì tạo ra cái hoạt động là cho tụi nó đi nhặt mấy cái quả này để cho nó giết thời gian cho nó chơi đấy. Mà bọn nó khoái, bỏ nhặt mấy quả để cho mấy con sóc với nó ăn đấy. Được sơm sẩm với chân thích các cô nha. Did you find that chair upstairs? Oh, yes, I bought it downstairs. The red one? Is there another one? Yeah. I just thought it might be easier. Nana, one over there. Over there. Oh, I do. Okay. Oh, đi về được rồi đấy cô Bi ạ. Let's just go. Oh, okay. Okay. Yay! Cái
guys, so silly. Các em về đi ngủ nha. Về đi ngủ trưa nha. Nana mệt rồi, sáng giờ Nana bày cho hai đứa quá trời rồi. Bà ngoại chắc cũng đuối với Sara rồi. Yes. Okay, who won that competition? Kobe Long! Kobe Long! Like it! Whoa! Wait, I got one more. Oh, almost. So. Kobe, nhìn Nana này. Isa, look what Nana has. It's okay. Clearly the judges have decided that Kobe is the winner of the Iron Man competition at the Hurricane Milton winner. All right. And as an award, look what they presented it. Winner, Kobe Long at the Strong Man competition. Strong. Win soccer, baseball, and basketball. And wait. Wow, that is so cool. And Kobe, xem có cái gì đây này. I wonder what's in here. Kobe, mở đi. Let's see what's in there. Oh, is it empty? Yay! Oh, I don't know. Okay. Oh, Kobe! Here's a medal. I'm just going to put that in. Okay, ready? Here's your medal. And here's your medal for winning the competition. And let's see, is there anything else in that sack that was a prize? I don't know. Let me look. Wow, Kobe! And what does it say on it? Atlanta? Atlanta Braves! And does it have a name on it? Tên Kobe đâu? Có tên Kobe không? Yeah. Oh, it says Kobe. Yeah, that's a wow. Kobe. Wow. Cool. He wanted that Atlanta Braves. Where's your daddy? Where's your daddy? Daddy, look at my baseball name. Let me see. Isabella, you want a medal like Kobe? Atlanta Braves, Kobe. Look, Kobe have a medal. You have a medal too. Did you want the girls' competition? Hello. So here's your medal. Yeah, look. Okay, Isa, face this way. Okay. Look at Nana. Take picture. Look up. Good job. Okay, and here's what's in your sack. See what's in there. Wow, what Isa has? Oh, it's a unicorn. That's a unicorn pin. Watch out. Gaga. Cả nhà ơi, thì tới đây cũng là kết thúc video rồi. Hôm nay thì mình cũng không quay được nhiều cảnh cho mọi người xem ấy, thì chủ yếu là quay những cái cảnh mà gia đình mình chơi, sinh hoạt trong gia đình với nhau, và cũng là để cập nhật tình hình cho mọi người biết, để mọi người yên tâm là gia đình mình vẫn ổn và an toàn. Rất là may là không có cái thiệt hại gì nghiêm trọng hết. Có rất là nhiều ông bà, cô chú, anh chị đã nhắn tin và cũng để lại những bình luận hỏi thăm ấy. Thì cũng rất là biết ơn và cảm ơn tất cả mọi người, sự quan tâm của tất cả mọi người tới gia đình của Cúc. Lẽ ra thì Cúc muốn đăng cái video này sớm hơn cơ, nhưng mà do là bị cúp điện một ngày ấy. Thế xong rồi là chưa có kịp dựng video này. Xong rồi cả ngày thì chơi với tụi nhỏ nên là cũng đuối quá, không có kịp làm để ra video cho mọi người xem và trả lời tất cả các bình luận của mọi người được. Thời gian tụi mình ở đây thì có hạn, và cũng muốn
muốn là cho bà ngoại được biết đây biết đó. Với lại bà nội Kobe cũng đã lên kế hoạch này, dành rất là nhiều tâm huyết để chọn những cái địa điểm này và book vé cho cả nhà mình cùng được đi chơi với nhau ấy. Thì mấy ngày vừa rồi là nhà mình cũng hoạt động hết công suất luôn. Hôm nay mới ra video này cho mọi người coi được, mọi người thông cảm nhá. Thì Cúc còn đâu đó 2 video nữa để đăng cho mọi người xem trước khi mà nhà Cúc trở về lại Atlanta. Thì đây sẽ là những video rất là đáng nhớ đối với gia đình mình và đặc biệt là đối với bà ngoại, mẹ của mình ấy. Bởi vì là bà ngoại được trải nghiệm rất là nhiều thứ mới mẻ và những cái show rất là hấp dẫn ở đây. Thì mời tất cả mọi người cùng đón xem cái trải nghiệm của gia đình mình ở những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video này và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo. Bye bye!